sau khi được trải nghiệm cái môi trường học ở đây thì cái kỹ năng nghe của mình đã được cải thiện rất nhiều. Hello everyone, my name is Ho. I'm 21 years old. Today I want to share about Agile English Center. I was a member of Agile English ITD 33 class and I was recommended to Agile by one of my classmates. And now I want to say thanks for her. I think Agile is a wonderful environment and it helps me change a lot. You know, my English skills was bad and I didn't have basic English knowledge and I always felt too lazy to learn English. But now I study at Agile Center. I have not only improved my speaking, listening, reading, writing, and but also I am interested in English. It's important. So now I want to say thanks for Agile. Thanks Agile for training me. Thanks Mit Chang for helping me. And I hope Agile will develop and give community more and more valuable lessons. Xin chào các bạn, mình tên là Hậu. Mình đã từng học ở rất nhiều trung tâm rồi, nhưng mà đến với Agile thì mình có một cái điều cực kỳ ấn tượng ở bên này, đó là cái phương pháp và cái cách mà mọi người truyền cảm hứng đến các học viên. Các bạn biết không, ở Agile chúng ta không chỉ được học chỉ cái 2 buổi một tuần, không chỉ học 2 cái buổi đấy không đâu, mà tất cả các ngày trong tuần, tất cả các buổi còn lại chúng ta đều có cái phần gọi là bài tập daily. Nó sẽ giúp mình đặc biệt cải thiện cái kỹ năng nghe rất là nhiều. Mình nghe rất là kém, tuy nhiên là sau khi được trải nghiệm cái môi trường học ở đây thì cái kỹ năng nghe của mình đã được cải thiện rất nhiều. Mình chẳng biết nói gì ngoài cái lời cảm ơn Agile và chúc các bạn có được thành công. Cảm ơn mọi người đã nghe, cảm ơn mọi người đã xem. Bye bye.